Này cứ tất tập hệ bà xong bà nâng cầm bông tài thơ xâm nó sang xong nơi xa la sắc sắc bà áp bì thòm. Đợi vậy đã bàn khơi nô bê này cứ ở đây dạp bê chìa tròn tháng ngày một hai để bà xong bà nâng cầm bông tài thơ xâm nó này. Ấy lối cứ thơ bàn bà bà này trên chữ rút chữ riêng bạp này hai hay sạc cam một phiếp cầm bông tài thuê bên này cư cầm bông tài chạc thân âm cầm bông tài chạc thân âm ខ្ញុំសតែអន្តានំបីជ្រុំជ្រែងទល់កុំអោយវាបាក់គឺយើងចាក់ថ្នាំគឺជាស្នាដៃប្រសង នេះគឺកន្លែងចាក់ធ្នឹមនេះយើងចាក់បានមួយនេះហើយមួយធ្នឹមនេះហើយនៅសល់ពីរធ្នឹមទៀត tại lâu cầm phương ta chạy xì mong bà đà cầm phương ta stuông chào mưa lăng tôi thót tất tập hiếp nó khẳng lư hà vì giang mạch nè rô cả lãnh lăng sân lăng tam xa xo nâng đó lăng tam xo được ớt ruộng chắc rồi mới cái lấy nha lăng tôi thọt nó đo lư mà chăm một phết cứ nên tôi thọt nó tất tập hiệp khăn lư rồi khơi chạy sẽ đầy này hả lâu cứ lăng bàn đo bịa cả đà lấy cứ thọt ở bì tất tập hiệp nó bịa cả đà hay như một cọm như một cọm hay như chăng chăng nên lơ từ bồn hòa lan tâm an bạc đà tế nô bạc đà tiết bây này cứ ban lan một đòn lơ hơi nè cứ lan một đòn lơ hơi hơi này cứ cái này
thân đã chạy xin mong cứ này bẹp này đại trông trang quanh tình năng ấy hồi này lột nó crom của bông tài trăm hồi xin mong này cứ nó lỡ cứ toàn mình tên cứ lâu mà đòi lơ hay này cứ tập bộ lơ cứ sạch tại đại cứ sạch tại đại đầm bay nâng tục rồi gà rắc mồm rồi cổ hóa cổ hồn tên chất đo đập bồn bởi hía mà nâng đập bồn bởi hía nó cứ lên chặt lâu cùng phương tài phương cùng phương tài chặt xi măng cho không cùng này cứ phương tài chặt xi măng bàn hết nó cứ chồng chặt chết pin rồi nó cầm nó cứ bơm xăng chạm hơi xi măng xong trăm hơi xì mong hơi nên nổi lơ